Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn. Đây là chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015 và hiện nay đang được chào bán với giá là 368 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, động cơ 1.4 số sàn. Đây là thân vỏ của chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, động cơ 1.4 số sàn, xe là bản nhập khẩu và được sản xuất nhập khẩu năm 2015. Đây là thân vỏ và nội thất của chiếc xe. Bây giờ mình xong đó mình sẽ đi vào chi tiết nội thất. Đây ạ, đây là chi tiết nội thất của chiếc xe. Như quý vị nhìn thấy đây, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đèn start stop, đầu CD 6 đĩa, túi khí. À, nó cũng chiếc xe thì này thì nó chạy khoảng độ tầm khoảng độ tầm 6 lít đến hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Thì đây mình sẽ mở bốn cánh, sau đó mình sẽ quay chi tiết cho quý vị cùng xem. À, xe này thì quý vị nào mua về phục vụ đi lại, nhu cầu đi lại của gia đình, cá nhân cũng được, mà mua về làm dịch vụ cũng ok. À, chiếc xe này thì trước đây là không taxi dịch vụ, không khoan đục. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Đây. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 368 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Thì mình quý vị có muốn xem xe, kiểm tra xe, test xe, vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Và quý vị, mình chỉ bàn về giá, thương lượng về giá khi quý vị đã xem xe. Quý vị nhé, quý vị cứ về xem xe rồi thương lượng về giá trực tiếp ạ. Cứ xem xe xong rồi thấy ok rồi hãng bàn về giá. Chưa sờ đến xe thì cũng bàn về giá làm gì cho mệt người ra. Chờ, bởi vì quý vị chưa sờ vào xe thì quý vị chưa biết được xe xấu đẹp. Đây là cái khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc xe. Xe còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian, cũng không rửa máy, rửa móc gì đâu. Xe thì đây, nắp capo vẫn chưa mở quý vị nhé. Nắp capo cũng chưa mở đâu. Xe đẹp. Giá chào bán là 368 triệu đồng ạ. Quý vị xem xe vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương trong suốt thời gian qua. Quý vị có nhu cầu mua xe, bán xe, hãy liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số hotline 0855 966 966 để được giải đáp, tư vấn một cách tận tình nhất. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng bấm một nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm một nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm một quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream trực tiếp báo giá, cũng như là mình up một chiếc video clip chi tiết từng chiếc xe. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô của Hải Dương.